Dịch Covid-19 thay đổi mạnh trong một tháng qua. Hà Nội tạm dừng thu gọn các cơ sở điều trị Covid-19. Quy tắc 5K xây dựng đã lâu, làm thì ngột thở, không làm thì cũng dở. Chỉ 29% bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 hồi phục hoàn toàn sau một năm. Thủ đô Trung Quốc cảnh báo tình hình Covid-19 khốc liệt Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin Covid chưa trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống Cập nhật những tin tức mới nhất về Covid-19 trong nước và quốc tế Thưa quý vị, theo đánh giá của Bộ Y tế, dịch Covid-19 ở nước ta giảm mạnh cả 4 tiêu chí trong 30 ngày qua Ca cộng đồng giảm 56,5%, ca tử vong giảm 60,5%, ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 44,9%, ca nặng nguy kịch giảm 38,6% Số ca mắc mới ở thời điểm này chỉ còn hơn 13.000 ca một ngày, tương đương thời điểm giảm mạnh nhất vào tháng 11 năm 2021 khi biến thể Omicron chưa xâm nhập và lây lan rộng. Thưa quý vị, thời điểm làn sóng dịch đạt đỉnh riêng thành phố Hà Nội ghi nhận hơn 32.000 ca, nay giảm xuống còn hơn 900 ca, thấp nhất từ giữa tháng 12 năm 2021 đến nay. Trung bình số tử vong trong 7 ngày qua là 11, thấp nhất từ tháng 7 năm 2021 đến nay. Theo số liệu của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, chưa tính các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Con Tum, Nghệ An, Quảng Nam, Huế, so với tuần trước, số ca mắc COVID-19 mới ít hơn 16,4%, số tử vong ít hơn 41,2%, số ca khỏi bệnh ít hơn 32,7%, số ca đang điều trị tại bệnh viện ít hơn 40,3%, số ca nặng và nguy kịch ít hơn 15,3%, ca thở máy xâm lấn ít hơn 33,9%. So sánh với tháng trước, số ca mắc mới ít hơn 64,7%, số ca tử vong ít hơn 62,3%, số ca khỏi bệnh ít hơn 52%. Tuy dịch đang giảm bốn tiêu chí, song theo dự báo, thời gian tới dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới, không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Trong lần họp báo mới đây, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Nguyễn Trọng Lân cho biết, Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng hai kịch bản phòng chống dịch. Một là để COVID-19 trở thành bệnh lưu hành, hay là sẵn sàng các biện pháp dự phòng, không bị động khi xuất hiện tình huống mới. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới, bám sát khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, kịp thời phát hiện cảnh báo, ứng phó với các biến thể chưa được dự báo, như virus có thể thích ứng với vaccine hoặc có thể xuất hiện các biến chủng mới. Dịch bệnh có thể phức tạp, khó lường hơn, đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vaccine, nhất là với các đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh nền, trẻ em. Tiếp tục tăng cường y tế dự phòng, y tế cơ sở, chủ động về thuốc, đề cao ý thức của người dân. Hiện dịch bệnh ở nước ta về cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên với tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến vô cùng phức tạp, song song với đó là nguy cơ xuất hiện biến thể mới COVID-19. Vì vậy, chúng ta luôn trong tâm thế đề phòng dịch, tránh coi thường và lơ là khi dịch bệnh vẫn còn tồn tại. COVID-19 tại Việt Nam tiếp tục giảm sâu trong tuần vừa qua. Đây là kết quả của quá trình đẩy mạnh tiêm chủng vaccine COVID-19. Bộ Y tế cho biết hiện đã có hai kịch bản ứng phó dịch bệnh trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong thời gian tới, vaccine vẫn là vũ khí chiến lược, là yếu tố quyết định, nền tảng cho phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam sắp bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, chuẩn bị SEA Games 31 diễn ra trong tháng 5 này, sẽ có nhiều du khách quốc tế đến với nước ta. Dù COVID-19 đã giảm, hiện đã có trên 10,5 triệu người mắc COVID-19, Song những người mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine, nếu nhiễm COVID-19 vẫn có nguy cơ tăng nặng, tử vong. Chiều 23 tháng 4, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế cho biết, dịch COVID-19 đang giảm là do tỷ lệ tiêm vaccine cao, nhiều người đã nhiễm. Số người mắc COVID-19 hiện nay chủ yếu triệu chứng nhẹ, nhiều người trong số đó điều trị tại nhà, không khai báo. Hiểu biết về điều trị của người dân ngày càng tăng nên người dân không sợ COVID-19 như trước nữa. Theo ông Phu, với tình hình dịch hiện nay, Việt Nam mở cửa được hết các hoạt động kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quan trọng nhất của mở cửa là phải phòng bệnh, vẫn phải chuyển từ cấm đoán sang quản lý rủi ro. Nếu có rủi ro, phải phản ứng được ngay. Ông Phu nhấn mạnh, muốn kiểm soát được rủi ro, phải luôn theo dõi, giám sát, phát hiện và loại bỏ yếu tố bất ngờ. Mở cửa đồng bộ cũng phải dự phòng đồng bộ, đặc biệt là ý thức của người dân luôn phải phòng bệnh chứ không được buông xuôi thả lỏng. Trong biện pháp chống dịch thì vaccine vẫn là vũ khí chiến lược. Nguy cơ xuất hiện các biến thể mới có thể giảm động lực hoặc kháng lại vaccine. Dù nhiều người đã mắc COVID-19 hoặc tiêm chủng nhưng kháng thể giảm dần theo thời gian, vì vậy vẫn cần phủ rộng vaccine cho những đối tượng nguy cơ cao trong tình hình mới. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi 3 để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Cùng với đó, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong tháng 4, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, nhập khẩu và phân bổ vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành việc tiêm chủng trong quý 2 năm 2022 để đảm bảo an toàn cho trẻ trong kỳ nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 đang đến rất gần. Theo chuyên gia, quan trọng là ngành y tế phải theo dõi giám sát, bởi nếu không theo dõi đánh giá nguy cơ, khi xảy ra yếu tố bất ngờ là không kịp trở tay. Bài học từ đợt dịch thứ tư là ví dụ, do chủng mới Delta khó dự báo nên không đáp ứng kịp dẫn tới lây lan mạnh và tử vong cao. Vì vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu nhấn mạnh không bỏ lời dự phòng và theo dõi chủng mới. Nếu xuất hiện thêm các biến chủng mới và vaccine đang sử dụng không có hiệu quả nữa thì rất nguy hiểm. Do đó, theo dõi để không bất ngờ là quan trọng nhất, khi có rủi ro là phản ứng được ngay. Chuyên gia cũng khuyến cáo từ bài học thành phố Hồ Chí Minh, người dân vẫn phải đề phòng, không thể coi COVID-19 là bệnh không nguy hiểm mà chủ quan. Đặc biệt, người già, người có bệnh nền, người chưa tiêm vaccine thì phải cẩn trọng khi đi du lịch, tham gia các hoạt động tập trung đông người và gia đình phải phòng dịch bệnh cho họ. Với số ca mắc COVID-19 mới giảm mạnh thời gian gần đây, nhiều cơ sở thu dung điều trị các bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ tại Hà Nội đang được tạm dừng hoặc thu gọn. Trạm y tế lưu động số 1 huyện Thanh Trì cuối năm 2021 từng là một trong những cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 thể nhẹ đầu tiên của Hà Nội. Cùng với đó là 20 trạm y tế đã được kích hoạt đồng loạt tại 16 trên 16 xã, thị trấn của huyện Thanh Trì. Đến nay, khi dịch có xu hướng giảm, huyện Thanh Trì đã có những thay đổi để thích ứng. Bà Nguyễn Kim Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì cho biết, Chúng tôi đã xin ý kiến huyện và huyện đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động của các cơ sở thu dung và 13 trạm y tế lưu động. Tất cả cơ sở khi dừng hoạt động, chúng tôi phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng như là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện để thực hiện các biện pháp y tế, đảm bảo khử sạch, khử khuẩn và bàn giao lại cho các đơn vị trường học tiếp tục hoạt động. Bên cạnh việc tạm dừng phần lớn hoạt động của các cơ sở thu dung và các trạm y tế lưu động, y tế huyện Thanh Trì đã có những phương án từng bước không để bị động trước tình hình dịch có thể thay đổi. Bà Nguyễn Kim Nhung cho biết thêm, chúng tôi vẫn đang còn 7 trạm y tế lưu động đang hoạt động sẽ tiếp tục tạm dừng hoặc là kích hoạt lại tùy theo tình hình dịch trên tinh thần tạm dừng chứ không giải thể. Tất cả trạm y tế lưu động hay các cơ sở thu dung F0 đều có thể kích hoạt ngay lập tức trên những kinh nghiệm đã đúc rút để có thể triển khai nhanh nhất khi cần trở lại. Cùng với huyện Thanh Trì nhiều quận huyện khác của Hà Nội cũng đã và đang giải thể tạm dừng các cơ sở thu dung bệnh nhân COVID-19 không sử dụng đến. Còn tại bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, nơi điều trị F0 nặng nhất của Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, khu vực phòng đệm tiếp đón cấp cứu đầu tiên bệnh nhân COVID-19 hiện nay gần như không có bệnh nhân. Toàn bệnh viện đang điều trị khoảng 20 bệnh nhân ở mức độ trung bình. Bác sĩ Nguyễn Minh Nguyên, bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 cho hay Lúc đỉnh dịch, bệnh viện hoạt động tới 9 đơn nguyên, điều trị khoảng hơn 250 bệnh nhân. Hiện tại, bệnh viện đang vận hành 2 đơn nguyên, trong đó mỗi đơn nguyên chỉ vận hành dưới một nửa. Áp lực cho nhân viên y tế đã giảm đi rất nhiều. Việc tạm dừng thu gọn loạt cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trong bối cảnh hiện nay được đánh giá là cần thiết nhằm tranh lãng phí thiết bị y tế và nhân lực vận hành. Bên cạnh đó là tâm thế sẵn sàng huy động đưa vào sử dụng lại khi có những diễn biến mới của dịch bệnh. Trước chia sẻ của cán bộ nhà nước về việc quy định 5K đang mang tính hình thức, một chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho rằng cần sớm sửa đổi để tránh rơi vào cảnh nó một đằng là một nẻo. Kể từ lúc Hà Nội cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ bán hàng sau 21 giờ hàng ngày cho đến thời điểm hiện tại, chị Lê Lan, chủ một nhà hàng bán đồ ăn uống trên địa bàn ở Hoàn Kiếm cho biết, thường xuyên nghe những lời tuyên truyền từ cơ quan chức năng thực hiện quy định 5K phòng chống dịch. Tuy nhiên, chị thấy rằng việc hậu kiểm giám sát các quy định này thì không còn được cơ quan chức năng thực hiện triệt để, nghiêm ngặt như giai đoạn trước. Chia sẻ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, một vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Nội Thành Hà Nội đề nghị giấu tên thừa nhận Việc kiểm soát chỉ để 5K trong các hoạt động lĩnh vực ở thời điểm hiện tại chỉ mang tính chất hình thức, đặc biệt là không làm thì cũng dở, mà làm thì cũng không đem lại hiệu quả. Vì lãnh đạo này cho rằng, quy định 5K đã không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Cụ thể, hiện cơ quan chức năng không thực hiện truy vết F1, F2, người liên quan nên việc quét mã QR là không cần thiết và bỏ hẳn. Về quy định khoảng cách thì vừa cần vừa không cần, tùy từng hoạt động, lĩnh vực. Một cán bộ ủy ban nhân dân quận khác bày tỏ, nếu không có sự thay đổi đối với khuyến cáo 5K cho phù hợp với thực tiễn, thì dễ dẫn đến hệ lụy nhờn thuốc, mất đi sự uy nghiêm của các quy định. Trước những tâm tư nêu trên, bác sĩ Trần Văn Phúc đang công tác ở Bệnh viện Sanh Pôn cho biết 5K đã được xây dựng quá lâu và ở thời điểm hiện tại đã không còn phù hợp. Theo bác sĩ Phúc, về mặt dịch tễ học, quy tắc 5K là biện pháp phòng chống dịch mang tính cộng đồng. Do vậy, khi tất cả mọi hoạt động của xã hội đã gần như trở lại bình thường, virus cũng đã thay đổi, thì việc áp tất cả các biện pháp y tế công cộng xưa cho thời điểm hiện tại thì sẽ không phù hợp. Trước đó, từ hồi tháng 3 vừa qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị cơ quan chức năng xem lại các quy định phòng chống dịch sát với tình hình bình thường mới về một số điểm của năm ca hiện nay không còn phù hợp nữa. Đến đầu tháng 4, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cũng thừa nhận, trong bối cảnh mới, một số quy định phòng chống dịch đã không còn phù hợp thực tiễn và sở này đã báo cáo Ủy ban nhân dân kiến nghị Bộ Y tế để sửa đổi một số quy định. Tuy nhiên, hiện Hà Nội vẫn đang đợi văn bản chính thức của Bộ Y tế. Nêu quan điểm về việc nên thay đổi thế nào cho phù hợp, bác sĩ Trần Văn Phúc cho biết, với đặc điểm của virus hiện tại, thay vì áp dụng các biện pháp y tế cộng đồng 5K thì xu hướng sẽ là cá nhân hóa, cá thể hóa các biện pháp phòng dịch. Bác sĩ Phúc cho rằng nên thay đổi toàn bộ 5K thay vì chỉ bớt đi vài quy tắc và Bộ Y tế cần sớm đưa ra các bộ quy tắc ứng xử, các quy ước, quy định phòng chống nhiễm khuẩn đối với từng lĩnh vực, môi trường cụ thể, gồm trường học, bệnh viện, nhà máy xí nghiệp cá nhân. Về vấn đề này, quan điểm của quý vị và các bạn ra sao? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video để cùng thảo luận. Chỉ có khoảng một trong bốn người từng phải nhập viện điều trị COVID-19 có thể hồi phục hoàn toàn sau một năm sau khi nhiễm virus. Đó là kết quả của một nghiên cứu được công bố vào hôm 24 tháng 4 tại Anh, cho thấy COVID kéo dài đang trở thành một tình trạng phổ biến. Theo hãng thông tấn AFP, các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 2.300 bệnh nhân COVID-19 và nhận thấy phụ nữ có khả năng hồi phục thấp hơn 33% so với nam giới. Bên cạnh đó, người béo phì có 50% khả năng hồi phục trong một năm, còn những người từng phải thở máy thì dưới 58%. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của những người đã hoàn thành quá trình điều trị tại 39 bệnh viện ở Anh trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, sau đó đánh giá kết quả phục hồi của 807 người tại thời điểm 5 tháng và 1 năm kể từ sau khi mắc bệnh. Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa Lancet Respiratory Medicine, chỉ 26% bệnh nhân đã hồi phục toàn diện sau 5 tháng, và con số này đã tăng nhẹ lên 28,9% sau trong một năm. Ông Rachel Evans, trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chăm sóc và Sức khỏe Quốc gia Anh cho biết, tỷ lệ phục hồi hạn chế trong giai đoạn từ 5 tháng đến 1 năm sau khi nhập viện đối với các triệu chứng sức khỏe tâm thần, khả năng vận động, suy giảm chức năng cơ thể và chất lượng cuộc sống là rất đáng chú ý. Các triệu chứng COVID-19 kéo dài phổ biến nhất là mệt mỏi, đau cơ, ngủ kém, chậm chạp về thể chất và khó thở. Đồng tác giả nghiên cứu Christopher Brazling tại Đại học Leicester nói thêm rằng, nếu không được điều trị hiệu quả, COVID kéo dài có nguy cơ cao trở thành một tình trạng lâu dài mới. Thưa quý vị, về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới thì hiện nay số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng trên khắp các quốc gia. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc được ghi nhận là nước có số ca mắc mới cao nhất với trên 64.000 ca trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 160 ca. Theo số liệu thống kê của trang mạng Worldometer.info, cập nhật đến sáng 25 tháng 4 giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 509.463.087 ca, trong đó tổng cộng 6.242.829 người tử vong. Các nước ghi nhận trên 461 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực trên 42 triệu ca, trên 42.000 ca hiện trong tình trạng nguy kịch. Ngày 24 tháng 4, thế giới có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới, 52 nước có người tử vong vì căn bệnh này. So với mấy ngày gần đây, số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế đi ngang. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc là nước có số ca mắc mới cao nhất với trên 64.000 ca, trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 160.000 ca. Theo thống kê của trang watermeter.info, đến hết ngày 24 tháng 4, các nước thuộc Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN ghi nhận thêm 201 ca tử vong. Trong ngày 24 tháng 4, Thái Lan có số ca mắc mới trên 17.000 ca cao nhất khu vực, trong khi nước này cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất, 128 ca. Tại Thượng Hải, Trung Quốc, thành phố này mới đây đang điều tra thông tin lan truyền trên Internet về việc người dân trong khu phong tỏa được phát vịt chuyển màu xanh khi chế biến. Thực hư ra sao chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Theo nội dung bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc, trong những gói nhu yếu phẩm được chính quyền khu Jopu, quận phố Đông Thượng Hải phát cho người dân hồi tuần trước có những con vịt chuyển sang màu xanh trong khi nấu. Tuy nhiên, khi tìm hiểu và xác minh chính quyền địa phương khẳng định thông tin trên là không có thực và những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội thực chất xảy ra tại thành phố Quảng Châu. Dẫn thông tin được đăng trên trang web chuyên làm rõ tin đồn của thành phố Thượng Hải, trang Simin Evening News cho biết bức ảnh được cho là chụp con vịt màu xanh, thực chất do một người dùng mạng đăng tải khi đang nấu món gà truyền thống của Quảng Đông. Người đàn ông này bất ngờ khi thấy màu sắc con gà chuyển sang màu xanh trong khi nấu và đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội. Hãng tin của Trung Quốc cũng cho biết chính quyền Jopu phát miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa từ đầu tháng 4, nhưng chưa từng nhận được phản ánh của người dân về trường hợp vịt chuyển sang màu xanh khi chế biến. Cảnh sát Thượng Hải cũng cảnh báo sẽ nghiêm trị các trường hợp lan truyền tin đồn gây mất trật tự xã hội. Hồi tuần trước, Văn phòng Quản lý Thông tin Internet Thượng Hải đã ngưng hoạt động 3 nhóm trò chuyện trên WeChat vì hành vi theo dệt và lan truyền tin đồn chủ yếu liên quan tới công tác ứng phó với dịch COVID-19 của thành phố. Hai ba người đã bị phạt liên quan tới hành vi phát tán tin đồn nhảm. Thành phố Thượng Hải đang trải qua đợt phong tỏa kéo dài một tháng do đợt bùng phát biến chủng Omicron. Chính quyền địa phương đã phát nhu yếu phẩm hàng ngày miễn phí cho người dân, bao gồm gạo, sữa, mì, rau, thịt. Tuy nhiên, trong những ngày qua, xuất hiện tình trạng người dân phản ánh về việc nhận được thực phẩm bị mốc, khiến chính quyền địa phương phải yêu cầu thu hồi, theo báo Bưu điện Hoa Nam, SCMP. Còn về tình hình dịch ở thủ đô của đất nước đông dân nhất thế giới, quan chức Bắc Kinh cho biết nỗ lực kiểm soát COVID-19 gặp khó khăn vì virus lây lan âm thầm trong nhiều ngày, khiến tình hình khốc liệt và phức tạp. Giới chức thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mới đây đã ghi nhận thêm 22 ca nhiễm nCoV. Pang Xinhu, phó giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Bắc Kinh nói rằng COVID-19 đã lây lan âm thầm tại thành phố suốt một tuần qua và gây thêm khó khăn cho nỗ lực kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Tian Wei, quan chức thành ủy Bắc Kinh cho biết, nguy cơ chuỗi lây truyền chưa được khoanh vùng này tiếp tục lan rộng là cao, khiến tình hình sẽ khốc liệt và phức tạp. Toàn bộ thành phố Bắc Kinh phải hành động ngay lập tức. Gần một phần tư ca bệnh đang điều trị tại Bắc Kinh là người trên 60 tuổi, trong đó một nửa những người cao tuổi nhiễm nCoV đều chưa được tiêm vaccine. Quận Triều Dương đông dân nhất của Bắc Kinh thông báo người dân sẽ phải xét nghiệm nCoV 3 lần trong tuần tới, đồng thời đình chỉ vô thời hạn các hoạt động thể thao và lớp học ngoại khóa. Nhiều phòng gym tại thủ đô đã phải đóng cửa hoặc hủy buổi học. Giới chức Bắc Kinh cũng kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào thành phố người đến đây phải có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trong vòng 48 giờ, trong khi những người từng đến khu vực có ca nhiễm nCoV trong hai tuần qua sẽ không được vào thủ đô. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 22 tháng 4 báo cáo 1.580 ca nCoV mới, nâng tổng số trường hợp trên cả nước 200.654, trong đó hơn 29.500 ca đang điều trị với 236 trường hợp nặng. Nước này cũng báo cáo thêm 20.285 ca nhiễm không triệu chứng. Các trường hợp này không được tính và thống kê ca nhiễm trên toàn quốc. Trung Quốc kiên trì áp dụng chiến lược không COVID từ khi đại dịch bùng phát của năm 2019 với mục tiêu đưa ca nhiễm về không bằng các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, xét nghiệm hàng loạt và truy vết tiếp xúc nhằm khoanh vùng và loại bỏ ổ dịch ngay khi phát hiện. Tuy nhiên, đợt bùng phát mới nhất do biến chủng Omicron có khả năng lây truyền cao và sự gia tăng đột biến ca không triệu chứng đang thách thức chiến lược đó. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp khi liên tục virus SARS-CoV-2 có những biến thể mới chủng omicron đã là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay và đặc điểm sẽ lây lan, tốc độ lây lan nhanh chóng. vì vậy chúng ta không được chủ quan. hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng như giữ khoảng cách, xịt si khuẩn và đeo khẩu trang. thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.